Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang lưu thông ở trên tuyến đường Nguyễn Đình Thi ở cạnh Hồ Tây. Và đây là Hồ Tây thuộc Hà Nội ngày nay. Thì như quý bà con cô bác biết, Hồ Tây là một trong những cái hồ mà lớn nhất ở Hà Nội ngày nay. Và ở Hồ Tây này thì diện tích mặt nước nó rộng lên đến khoảng 560 hectare. Hồ Tây, Toàn xin phép nói qua về cái Hồ Tây một chút ạ. Hồ Tây nó là một cái nơi mà giúp cho bà con có thể là buổi chiều chúng ta có thể đi qua Hồ Tây và bắt gặp các cái bà con hoặc các em nhỏ xuống Hồ Tây để mà tắm, bởi vì là ở Hà Nội là không có biển. Hồ Tây là một cái nơi rất là rộng, thành ra là khi mà quý bà con cô bác mà chúng ta về Hà Nội mà đi qua Hồ Tây vào buổi chiều thì cũng sẽ bắt gặp được những cái mà người dân ra tắm. Và hôm nay Minh Toàn cũng có dịp đưa một cậu em, cậu đi ở quê ra. Và hôm nay thì Minh Toàn và cậu em đấy đang cùng đi tham quan Hà Nội. Ở Hà Nội bây giờ là đang mùa hè và nhiệt độ của Hà Nội là rơi khoảng ngoài trời bây giờ là khoảng 35-36 độ C quý bà con cô bác ạ. Hồ Tây cách đây khoảng 3 tháng về trước thì khi mà quý bà con về với Hồ Tây thì đi xung quanh Hồ Tây không thể đi được, bởi vì cái mùi tanh nồng nàn của cá chết. Nước Hồ Tây rất là ô nhiễm, thành ra là cá cách đây khoảng 3 tháng thì là 3 tháng đổ về trước, 3-4 tháng thì nước Hồ Tây ô nhiễm và làm cho cá chết rất là nhiều. Người ta ước tính là cá chết lên hàng chục tấn cá. Khi về với Hồ Tây thì có một số nhà hàng ở quanh Hồ Tây thì quý bà con, cô bác cũng có thể bắt gặp được những nhà hàng mà gọi là cá chép Hồ Tây hoặc cá cắm Hồ Tây. Có những con cá lên đến mười mấy kg. Nên mà cá ở Hồ Tây cũng rất là nhiều và rất là to bà con ạ. Minh Toàn đang đi ở đây là Minh Toàn đang đi xe máy. Chính vì thế mà có thể là giọng của Minh Toàn nói qua lúc mà đi xe máy như này, gió giọng nó hơi rung. Rất mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn ạ. Khi về với Hà Nội, Việt Nam thì quý bà con cô bác có thể ghé thăm một số cái điểm, mà trong đó là Hồ Tây là một trong những cái điểm mà quý bà con cô bác có thể là ghé thăm để mà khám phá về Hồ Tây hơn. Ngoài Hồ Tây ra thì một số cái điểm khác, ví dụ như là chúng ta có thể vào viếng lăng Hồ Chủ tịch, tức là lăng Bác Hồ. Thứ hai nữa là về lăng Bác Hồ, rồi về Quốc Tử Giám. Đồng thời chúng ta cũng có thể là nhờ các bác xe ôm hoặc là chúng ta đi xe điện để chúng ta khám phá 36 phố phường của Hà Nội. Một cái điểm cũng không thể thiếu ở khi mà chúng ta về với Hà Nội đó là chúng ta ra hồ Gươm, tức là còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Thì cũng xin nói thêm một chút là về Hồ Gươm thì quý bà con cô bác cũng sẽ không được nhìn thấy cụ rùa nữa. Cụ rùa bây giờ không còn ở Hồ Gươm nữa rồi, cụ đã mất rồi. Đây Minh Toàn xin phép ra phải đây để
Đây mình toàn xin phép rẽ trái đây để quay lại đường Thanh Niên ạ. Rẽ phải á? Đâu đi đường này. Ui chà, gặp một em chắc phải chạy theo em này xem. Đấy, đi mô tô đẹp quá. Và đây là tuyến đường Thanh Niên. Khi mà chúng ta đi Hồ Tây thì chúng ta cũng có thể là ghé qua các ở tuyến đường Thanh Niên này để chúng ta ngồi nghỉ cho mát các bà con. Bởi tuyến đường Thanh Niên này thì rất là nhiều cây xanh để chúng ta có thể rất là mát, nhìn rất là mát. Về với Hà Nội thì không những là du khách trong nước mà còn có những du khách nước ngoài đi tham quan ở Hà Nội. Chúng ta đang lưu thông trên tuyến đường Thanh Niên. Quý vị cùng với Minh Toàn đang lưu thông ở trên tuyến đường Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ngày nay. Đó, chỉ đi như thế nào thế này? Và trên tuyến đường này thì quý bà con cô bác, nếu mà đây là đang chúng ta đang đi phía trong, còn nếu chúng ta ra phía ngoài thì quý bà con cô bác cũng có thể chiêm nghiệm được luôn là cái tác phẩm gốm sứ được ghi nhận kỷ lục Guinness của Việt Nam chúng ta. Đấy là tuyến đường mà có tác phẩm gốm sứ dài nhất. Ở đây Minh Toàn đang ra cái bãi tắm tiên ở sông Hồng. Mà Minh Toàn đi từ hướng từ đường Thanh Niên đi ra bãi tắm tiên. Wow, có em gái xinh đẹp quá. Đây không biết là em gái xinh đẹp như thế này thì vào mùa hè mà ăn mặc như thế này cháy hết làn da luôn.
Minh Toàn đang chia sẻ với bà con cô bác thì cùng với tư cách là một người đi khám phá và quay lại những cái video để gửi đến bà con cô bác, chia sẻ bà con cô bác để bà con cô bác hiểu thêm về Việt Nam chúng ta cũng như là Hà Nội ngày nay. Chứ Minh Toàn cũng phải là hướng dẫn viên du lịch. Chính vì thế mà khi mà Minh Toàn có hướng dẫn gì mà không phải thì rất mong quý bà con cô bác bỏ qua cho Minh Toàn ạ. Anh biết khu bãi tắm Tiên sông Hồng, bãi tắm Tiên, bãi đá sông Hồng, nhưng mà anh chưa khi nào anh đi xuống bãi tắm Tiên đấy, anh chỉ là biết khu vực đấy thôi. Và trước mặt quý bà con cô bác là cái cầu Long Biên, cầu bắc ngang qua trước mặt đấy là cầu Long Biên, cây cầu huyền thoại của Hà Nội. Có anh Tây ba lô. Minh Toàn xin lỗi quý bà con cô bác, Minh Toàn vừa check in lại cái địa điểm. Đâu đây? Hả?